là vùng đất lịch sử lâu đời, một tỉnh ven biển nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc. Đây là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của phía Bắc, cũng là cửa ngõ quan trọng, đầu mối giao lưu kinh tế với thế giới bên ngoài. Một vị trí trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước. Không chỉ vậy, Quảng Ninh còn là một trung tâm văn hóa du lịch với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, khu du lịch đảo Tuần Châu, hệ thống chùa Trúc Lâm Yên Tử. Đặc biệt, khi đến với thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, du khách không thể không đến tham quan chiêm bái đền Cửa Ông, chốn linh thiêng bậc nhất của vùng Đông Bắc. Đền Cửa Ông nằm trên địa bàn phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điều ấn tượng đầu tiên mà du khách khi đến với Cửa Ông đó chính là vị trí phong thủy hết sức đắc địa, hội tụ đủ bốn yếu tố phong thủy: huyệt đạo hiếm có, tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ. Đền Cửa Ông là ngôi đền linh thiêng bậc nhất của vùng Đông Bắc, nơi hội tụ đủ ba yếu tố linh thiêng, linh ứng và linh nghiệm. Quần thể đền Cửa Ông là một nơi phong thủy hữu tình, trước mặt quay ra biển và phía tả thanh long có tượng Đức Ông trấn giữ, hữu bạch hổ thì có mẫu kiểu trùng thiên. Địa hình Cửa Ông là dải thung lũng hẹp chạy dài theo quốc lộ 18, nằm giữa hai dãy đồi núi cao. Từ xa xưa, con đường đi bộ qua Cửa Ông là con đường độc đạo, đi ra vùng biên giới phía đông bắc chập trùng đồi núi, với vùng mỏ giàu có và miền Tây rộng lớn của tỉnh Quảng Ninh. Từ đầu công nguyên, nơi đây ngư thuyền và thương thuyền đã hoạt động nhộn nhịp. Các nhà khảo cổ học qua nhiều lần khai quật tại nơi đây đã chứng minh, đây là trọng tâm con đường tơ lụa trên biển từ Đông Bắc Á đến Trung Đông và châu Âu. Từ điểm đền Cửa Ông nhìn ra, không khác gì một vọng tiền tiêu bao quát cả vùng vịnh Bái Tử Long, nơi các triều đại phong kiến Việt Nam đã lập ra trạm hải quan, đồn xuất đi tuần để kiểm soát và thu thuế. Cửa xuất nhập khẩu về sau đọc trạch đi theo nghĩa nôm và cảm quan địa lý gọi là cửa xuất, tức là nhìn xuất, thông xuất. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, cửa xuất ở cách Châu Tiên Yên 48 dặm về phía Tây Nam, phía Nam là núi đá, phía Bắc kè bãi cát, từ đấy đi ngược lên là khe Châu Lâm và bãi cát Cẩm Phả. Trên bãi cát có đồn, phía Bắc đồn gọi là Vườn Nhãn. Xưa nhà Lê dùng chỗ này để đầy những tù phạm phải tội lưu cận Châu, cách tỉnh 2 ngày đường thủy. Đền Cửa Ông ở vào thế tọa sơn hướng hải, tức là dựa vào núi nhìn ra biển. Từ trên cao của sảnh, đền phóng tầm mắt ra có thể bao quát cả một vùng trời rộng lớn. Trước cửa ngôi đền là vịnh Bái Tử Long, một rừng đảo muôn hình, muôn vẻ, nổi bật trên nền xanh biếc của nước biển. Sau lưng đền là thung lũng Trù Phú, nơi tụ cư của nhân dân. Xa xa là dãy núi chạy dài đến Mông Dương, tạo thế dựa vững chắc. Thuyết phong thủy cho rằng đền Cửa Ông là nơi kết huyệt, nơi tụ khí tốt, tạo nên tính địa linh của khu vực. Nằm trong cảnh rừng, biển, núi non, sơn thủy hữu tình, vị trí ngôi đền đã được người xưa ca tụng. Nghìn trùng nước biển buông tay áo, bốn phía non xanh tạc họa đồ. Vùng đất Cửa Ông, cửa suốt nổi tiếng trong lịch sử và từ sau hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên đã gắn với ngôi đền Cửa Ông linh thiêng mà vị thần chủ được thờ ở đây là Đức Ông Đệ Tam Cửa Xuất hay là Trần Quốc Tảng, tức Hưng Nhượng Vương, con thứ ba của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Ông có tài chiến đấu nhưng là người có cá tính riêng, đã làm cho cha phải bất bình, đẩy ông ra cửa xuất tỉnh Quảng Ninh làm vị trấn thủ giữ bến cảng. Ông đã giữ vững vùng đất này, yên định được dân tình, ngăn những mưu mô xâm lấn của giặc Nguyên. Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285,
vua Trần Nhân Tông và Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương càng nhận thấy rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng biển đảo Đông Bắc. Đó cũng chính là lý do Trần Quốc Tảng, vị tướng tài về bảo vệ biển đảo của nhà Trần, được cử ra trấn giữ vùng biên cương này. Năm 1288, quân Mông Nguyên lại sang xâm lược nước ta. Được tin, Trần Quốc Tảng lại đem quân của mình từ trang ấp riêng tại An Sinh, Đông Triều cùng các cánh quân ở Hải Đông, Tân Trà và Bà Điểm hội binh xin tiên phong đánh giặc. Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi, Trần Quốc Tảng là dũng tướng có công nên được nhà vua khen tặng, cấp cho đất lập trang ấp tại Tĩnh Bang, Quảng Ninh ngày nay. Sau này, ông hai lần được nhà vua cắt cử ra cửa suốt Trấn Ải. Gắn liền với vị thần được dân Quảng Ninh tôn kính bậc nhất là những điển tích, những câu chuyện kỳ bí được ông cha ta để lại và còn lưu truyền cho tới tận ngày nay. Theo truyền thuyết, có lần tại biển Cửa Suốt, tự nhiên trời mưa to gió lớn, sấm sét nổi lên âm âm. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng đang đi tuần trên biển, thấy có một phiến đá to nổi lên, liền ngang nhiên ngồi trên đá. Sóng nổi cuồn cuộn, mực nước dâng lên cao nhưng phiến đá vẫn nổi lên trên mặt nước, che chở ông đi, đè đầu những ngọn sóng. Khi mưa gió yên, dân chúng không thấy ông đâu nữa, mà trên phiến đá chỉ có một cái mũ, liền rước về thờ, lập miếu và tâu lên triều đình. Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1311, từ đó ngày nay được xem là ngày hóa của ông. Thật là trời miền Đông, sương sa gió buốt, cửa bể Đông sóng gió hung tàn. Trần Quốc Tảng là một vị tướng giỏi, uy danh lừng lẫy đất Bắc. Ông là người đóng góp công lao lớn trong trận chiến thắng Bạch Đằng và được lưu truyền qua bài thơ nổi tiếng Bạch Đằng hộ chiến công, lương tướng uy danh kinh Bắc địa, Hải Đông lưu linh tích, anh hùng tâm sự đối Nam Thiên. Nghĩa là giúp chiến thắng Bạch Đằng, tướng giỏi uy danh lừng đất Bắc, để giấu thiêng Đông Hải, anh hùng tâm sự gửi trời Nam. Trong tín ngưỡng thờ Trần Triều của người Việt, Hưng Nhượng Vương được suy tôn là Đức Đệ Tam Phó Súy Đông Hải Đại Vương Trần Quốc Tảng. Còn trong nghi thức hầu đồng, người ta thường thỉnh ông là Đức Ông Đệ Tam hay Đệ Tam Đức Thánh Ông Cửa Suốt Cửa Đông. Theo lối hầu đồng xa xưa, thì ngài về ngự đồng mặc áo đỏ, đeo đai đỏ, lưng đeo cờ và kiếm, múa cờ kiếm, xuyên một lình vào má, cắm một quả cau non trong mồm. Một tay đỡ lình ra oai, ông lên đai thượng, tái hiện hình ảnh ngài thác hóa nguyện lấy linh khí để trấn an vùng biển Đông Bắc. Sau đó, ngài cởi bỏ đai thượng, dùng hai tay siết chặt vào cổ. Ngài ngự đồng thường sát quỷ, trừ tà, chữa bệnh. Trong Văn Đức Ông Đệ Tam cũng có đoạn hát kể về điển tích của ông như công ơn to lớn của Đức Ông năm 2005, bằng vốn phúc lợi và tiền công đức của nhân dân trong và ngoài nước, công ty tuyển than cửa ông đã tiến hành xây dựng tượng đài được đúc bằng đồng đặt ngay trên nền đền thờ cũ.
đến năm 2018 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, góp phần hoàn thiện, đồng bộ các hạng mục công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Ông theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định di dời tượng Đức Ông từ đồi Yên Ngựa của dải núi phía Bắc lên vị trí cột sóng V3 đặt tại khu đất cũ của đồn biên phòng Cảng Cửa Khẩu Cẩm Phả tại dải núi phía Nam, cách đền thượng khoảng 150m, nhìn ra vịnh Bái Tử Long. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp lãnh đạo tỉnh cũng như thành phố, tượng Đức Ông đã được di chuyển lên quả đồi biên phòng so với mặt nước biển, thì tượng Đức Ông bây giờ cao khoảng ở so với mặt nước biển thì 70m. Tượng đài Đức Ông đứng về nhìn về hướng đông bắc trấn, bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Hiện nay tượng đài Đức Ông luôn luôn được du khách đến chiêm bái vào các dịp lễ hội xuân về. Áo bào tung bay màu sương gió, kiếm áp ngang thân trấn giặc thù. Vậy là tượng Đức Ông ở đó sừng sững, uy nghiêm, trấn giữ cho vùng biển biên cương phía Bắc của Tổ quốc, bảo vệ bờ cõi non sông đất Việt, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, biển nhiều tôm cá. Đền Cửa Ông không chỉ mang lại giá trị to lớn về mặt lịch sử tâm linh mà còn có nhiều giá trị đặc sắc về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa dân tộc. Từ dưới chân núi lên trên, du khách sẽ tới lần lượt ba khu vực thờ tự là Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng với nhiều công trình khác nhau. Xen lẫn các công trình kiến trúc thờ là rất nhiều cây cổ thụ, cây tiểu cảnh, hoa được chăm sóc thường xuyên, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, thành kính, vừa có cảm giác thư thái, trong lành đối với du khách. Có lẽ vì vậy, mặc dù để tham quan, chiêm bái hết toàn cảnh khu di tích rộng khoảng 180.000m2 mất tới nửa ngày, nhưng không tạo cảm giác mệt mỏi cho du khách. Đền được xây dựng bằng các vật liệu như đá đúc, gạch bát tràng, vữa hồ pha mật, gạch lát nền bằng đất sét nung, ngói mũi đất nung, kiến trúc trang trí theo các điển tích long ly, quy phượng. Phần trong nhà đền được sử dụng bằng các loại gỗ bền chắc đẹp như đinh lim, chắc gụ. Khung nhà được dựng theo lối kèo cầu giường trụ, trên đó được khắc họa bằng các bức phù điêu, bức chướng, câu đối và các hoa văn được sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Qua bức cổng tam quan uy nghi lộng lẫy, phía bên tay phải ta thấy xuất hiện hai phương đình, trong đó phương đình bên ngoài là nhà bia minh văn ghi lại việc tu bổ tôn tạo đền thờ Cửa Ông Đông Hải Đại Vương do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban lãnh đạo các cấp thành phố Cẩm Phả cùng chủ trì dựng bia. Phương đình bên trong ta thấy hiện vật một quả bom MK-83 ngày 18 tháng 12 năm 2015. Trong quá trình tôn tạo lại khu di tích, đã phát hiện một quả bom ở độ sâu 2m ngay dưới trên đền thượng do máy bay Mỹ bắn phá vào năm 1972. Theo các cụ cao niên sinh sống trong vùng kể lại, đền Cửa Ông rất linh thiêng, vì thế quả bom đã không phát nổ. Phía bên tay trái là đền Hạ, được xây dựng trên nền đất cũ, mặt bằng rộng rãi. Đền có kết cấu chữ nhị gồm 3 gian bái đường, 3 gian hậu cung, nơi đây thờ mẫu, cửu trùng thiên và tam tòa thánh mẫu, cùng trung thiên long mẫu là một vị thủy thần. Trước khi thờ Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông gọi là Miếu Hoàng Tiết Chế. Khi đó thờ Hoàng Cần là người địa phương có nhiều công đánh phá giặc cướp, được các triều đại vua phong Khâm Sai Đông Đạo Tiết Chế.
Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ, miếu Hoàng Tiết Chế ở trên bãi cát Cửa Sút thuộc xã Cẩm Phả, Châu Tiên Yên, tương truyền đời Trần có giặc Răng Trắng mỏ vàng, lấn cướp bóc dân bãi biển. Có Hoàng Cần, người xã Hải Lăng, tự đem thủ hạ đuổi đánh, tay cầm cọc tre đánh tan được giặc, đuổi đến xã Vô Ngại, cắm cọc tre làm mốc giới. Đến nay, đốt tre đều mọc ngược lại. Sau khi chết, được tặng không sai Đông Đạo Tiết Chế, người địa phương lập đền thờ, thuyền bè qua lại cầu đảo được linh ứng. Đền đường có kiến trúc kiểu chữ công, gồm 3 gian tiền đường, 3 gian ống muống và 3 gian hậu cung. Phía trước đền đường là phương đình cột trụ bê tông 2 tầng 8 mái, vút cong đầu rồng. Đền thờ Hưng Nhượng Đại Vương và Gia Tất cùng các danh tướng triều Trần. Thủa sinh thời, họ là những chiến binh dũng tướng có công bảo vệ mở mang vùng biển, vùng đất yên sinh xưa, Quảng Ninh ngày nay, cũng như có công trong 3 cuộc chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược, giữ yên bờ cõi. Khi mất, họ hóa thần, hộ quốc an dân. Mỗi pho tượng đều là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc sống động do các nghệ nhân xưa dày công tạo nên. Các tượng thờ có niên đại khá sớm và được tác bằng các chất liệu quý hiếm với tư thế ngồi ngay, khám, long đình rất cân đối, mang giá trị nghệ thuật cao, đến nay còn giữ được gần như nguyên bản. Có hơn 30 pho tượng lớn nhỏ được bố trí thành 10 hàng ngang, trong đó đã xác định rõ 23 pho tượng nhân thần có danh tính. Tiền đường thờ, danh tướng và công thần nhà Trần như Trần Khắc Trung, Lê Phụ Trần, Nguyễn Địa Lô, tiền bái thờ Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh như Trần Thị Kiến, Hà Đặc, Phạm Ngộ, Trần Khánh Dư, hậu cung thờ Trần Quốc Tuấn cùng Gia Thất và các tướng lĩnh như Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Hành. Có lẽ đây là ngôi đền thờ đầy đủ Gia Thất của Trần Quốc Tuấn và các danh tướng thân cận, là tài liệu quý giá cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử khi tìm hiểu về nhà Trần. Phía sau đền là lăng mộ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Ngay chỉ khi mới làm am cỏ, nơi đây đã được du khách thập phương thưởng mộ cúng dâng. Để tưởng nhớ công ơn các bậc anh hùng đã có công lao mở cõi, người vùng Cửa Ông tưng bừng mở hội vào ngày mùng 3 tháng 2 và ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch hàng năm. Nghi thức tế lễ diễn ra tại đền từ mùng 2 tháng 2 âm lịch. Sáng ngày mùng 3 tháng 2, các đám rước tượng trưng cùng nhân dân các nơi từ Cửa Sút lần lượt tiến về đền thượng. Dựa trên nguyện vọng của đông đảo nhân dân và chính quyền địa phương, lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức lại vào năm 1996 và được phụng dựng bài bản quy mô vào năm 2002. Lễ hội phục dựng có sự thay đổi so với ban đầu, như nghi thức tế lễ trong hội được giảm lược, bài văn tế, chúc thư được rút ngắn nhưng cô đọng, cảm xúc. Các động tác hành lễ được cách điệu với tiết tấu nhanh hơn cộng với lễ phục đẹp đã làm cho buổi lễ trang trọng, cung kính, vừa mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với tâm lý chung của thời đại. Nghi thức trình tế gồm 33 bước với ý nghĩa đề cao công đức của các vị thánh, đồng thời cầu nguyện cho nhân dân và du khách một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, biển nhiều tôm cá. Lễ tế do Ban Quản lý Di tích, Ban Nhạc Cổ truyền và nhân dân tiến hành trang trọng. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, tín ngưỡng,
tâm linh, lễ hội Đền Cửa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ rước Đức Ông như một lễ diễu hành, thể hiện sức mạnh của cộng đồng, biểu tượng hóa một cuộc hành quân đi đánh giặc ở vùng biên ải Tổ quốc, giữ yên bờ cõi, cuộc sống thanh bình. Cũng như nhiều lễ hội khác trên đất nước Việt Nam, ngoài giá trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị sáng tạo, tận hưởng văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội Đền Cửa Ông còn hướng về cội nguồn với tâm thức thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có lẽ chính vì thế, lễ hội Đền Cửa Ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương và là điểm đến hấp dẫn của những người con đất Việt. Được ví như một bảo tàng sống động, với nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo, hội tụ các trò chơi dân gian và chứa đựng một kho tàng về giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, nên Đền Cửa Ông đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt năm 2017. Chính những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc này đã tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách khi về với Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả. Hàng năm, khách thập phương đến viếng thăm thắng cảnh Đền Cửa Ông dưới mái đền cổ kính, tán cây cổ thụ tĩnh lặng. Ai cũng kính cẩn trước các vị nhân thần nhà Trần. Họ không những ngưỡng mộ nhân tài, khí phách của các vị anh hùng hào kiệt, mà còn nguyện làm tốt để xứng đáng với cha ông. Với những con người của đất mẹ Việt Nam, thần linh nơi đây không chỉ là tiêu biểu cho tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước theo suốt một chiều dài lịch sử. Vì thế, quần thể di tích Đền Cửa Ông cần được nâng tầm để tương xứng với vị thế là một trong những trung tâm trọng điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả.